bên Vân Nguyễn sẽ sạp cho các bạn xem rất là nhiều những khúc gỗ gõ đỏ siêu vân ở đây. Và kích thước cũng đã ở đây luôn rồi nhá, 44 này, 49, 29 này. Đây mọi người nhìn xem nhá. Đây nhá, đây là cái mạch đầu tiên xẹp sạp xong rồi đây nhá. Đây nhá, trưng cho các bạn xem này. Đó. Đây nhá, tiếp tục một khúc nữa này. Đấy. Tiếp một khúc nữa này. Đấy, nghĩa là ở đây đang trưng là 4 à. 3 khúc. Đi ra quay nhiều quá. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người về nhà mọi người cứ phun đúng cái màu mà vừa rội nước xong ấy. Để vân nó chân thực nhất chứ đừng có phun màu nó tối quá hay là nó sáng quá, cứ như này là đẹp. Đây, còn một cái khúc đây này, đây này. Cái khúc này sáng nay sạp đây này. Đây, kích thước cũng ở đây hết rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Ôi trời ơi, thực sự là quá đẳng cấp của các loại vân luôn. Vỏ sò ở ngoài bãi biển san hô cũng không thể bằng, dưới đây gọi là vân san hô nha các bạn nhá. Đây, năm nay đi biển mà chọn được cái vân san hô này thì tuyệt vời rồi các bạn ạ. Nhanh nhất để đưa gỗ lên xe mà không cần phải dụng cụ chẳng buộc gì cả. Nha các bạn nhá, mua gỗ lên xe khuyến mại vệ sĩ. Đấy. Vệ sĩ theo gỗ từ dưới mặt đất lên trên xe.